mẹ con mèo đụng má bo đứt chân nó chưa chết nữa anh em ơi. Trốn nó luôn đi. Đỉ mẹ mày chứ con mèo con ngốc. Dành nó luôn, giết luôn, trốn luôn. Để tao đi nhờ hacker mới được. Chuyện này phải hack Facebook mày luôn là đủ mới cho mày khỏi quậy nữa. Ờ ship tổng ơi, có trên Facebook có cái thằng nào tên mà bo chằn đứt gì làm mưa làm gió trên Facebook nó méo mèo 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 mà không hiểu ý nghĩa cái câu nói là gì. Cái gì? Làm mưa làm gió luôn hả? Đủ mà làm mưa làm gió là tao làm mà sao có vụ gì nó làm nữa trời. Tính giành cái chức tao luôn hay gì vậy? Má này dần chơi rồi. Bây giờ làm sao chặn nó lại đi chứ không nói gì nữa trời. Bây giờ cái thằng này sao triệt nó luôn đi chứ để nó quậy dân chúng không yên. Tại sếp không biết đó thôi. Trên mạng xã hội mà ai muốn nói gì nói, dùng Facebook mà ai muốn làm gì làm, chẳng ai nói được đâu. Nhưng còn một cách duy nhất là mình chọt cái lô đích đó thôi. Đó chính là nhờ anh Khánh Hưng, anh chuyên bảo mật Facebook hack tài khoản, bật tít xanh cho người nổi tiếng, chạy quảng cáo cho fanpage, tăng sub tăng like, theo dõi cho trang cá nhân và fanpage. Anh Khánh Hưng trên Facebook hơi bị cao tay, hơi bị uy tín luôn nha sếp. Ê, hiểu rồi. Số điện thoại và Facebook của anh Khánh Hưng để trên màn hình đó, liên hệ là được á. Mấy anh Khánh Hưng này á, tài khoản hot fame, anh còn hack được, không chỉ hack mấy tài khoản người yêu cũ rồi ha. Đù má, nhờ anh là có lý lắm nha. Người yêu cũ mà nhắn tin với người yêu mới mình vô mình coi chắc mắc cười lắm ha. Ok, cho hack tài khoản Đức Chàng Bo. Mèo 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 mèo, trả Facebook cho em. Mèo mèo.